Là chúng tôi vừa mới đốt xong chai, đun nước ở chai đây nhá. Quay tiếp. Không vấn đề gì cả, chai vẫn tốt. Và bây giờ chúng tôi đang thử nhiệt độ nước. Nào, dựng chai. Mở nước ra. Mở ra, rội, sờ xem nóng không nào. Rất nóng các bạn. Nói chung là nước nóng luôn. Nhưng mà do nếu mà cái này mà đấy hết một cây lén thì chắc chúng tôi cũng sẽ có nước để pha mì tôm. Nha các bạn nhá. Đây nhá. Chai vẫn nguyên lành nhá. Sờ móc vẫn nguyên lành các bạn nhá. Đây nhá. Đó, nước ấm luôn đấy. Nha. Thôi xin chào các bạn nha, mong các bạn ủng hộ kênh và like, share nha. Bye.